trắng khuất mờ về bên kia rặng núi, tia nắng vàng rào rực giữa không gian, vang tiếng cười bình minh lên rạng rỡ, đón gió về ngày mới đến hân hoan về đây, những cánh buồm yêu thương về đây, những ánh mắt dịu dàng về đi. Bên hẹn hứa.
Bình minh thì nó là một cái báo hiệu cho một cái thời kỳ mới. Thường thì nó rất là huy hoàng, nó rất là đẹp. Thứ hai thì bình minh nó cũng là một cái mà người ta nghĩ tới người khi người ta trong đang trong đêm tối, khi người ta trong ở những khó khăn thì người ta luôn luôn nghĩ tới cái ngày mai, tức là cái bình minh nó sẽ tới.